Chào mừng quý vị đã quay trở lại với hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, trường sinh bất lão hay kéo dài thanh xuân chính là điều mà ai cũng mong muốn. Và đương nhiên là với cương vị là người đứng đầu một nước như Tử Hy Thái Hậu thì bà lại càng khao khát hơn bất kỳ điều gì khác. Song cách thức để đạt được ước nguyện này của Tử Hy lại khiến hậu thế phải muôn phần khiếp sợ. Không phải là những phương thuốc quý, cũng chẳng phải động tới trinh nữ nhưng lại khiến người ta phải rùng mình, kinh động. Quý vị có đoán ra được đó là gì hay không? Hãy cùng theo dõi video để biết câu trả lời nhé! Trước tiên, đó là món ăn số 1 trong thực đơn trường sinh bất lão của Tử Hy, tượng tinh. Quý vị có biết không, tượng tinh chính là tinh khí của voi. Trước hết, chọn những tổ yến thật to và tốt lấy được từ các hải đảo ngoài khơi biển Hải Nam, tẩy rửa cẩn thận, rồi nấu trong nước thang nhân sâm và đường chủng cao chỉ của Đại Hàn, lại hòa chung với nước Lê Vân Nam, tuyết hồng lê và bột kiết châu phấn, nấu khô lại rồi nặn thành hình những con voi. Đoạn bỏ vào lò nung cho thật chín và chắc, tượng tinh thì các nài voi đã lấy sẵn. Khi con voi làm bằng tổ yến được mang ra từ lò, đầu bếp sẽ khoét lưng con voi một lỗ trống vừa đủ nhét vào trong cái bong bóng cá voi đã ngâm thuốc bắc phơi khô. Tượng tinh được cho vào cái bong bóng cá và con voi được đem đi chưng cách thủy. Lúc thưởng thức món này, thực khách dùng một chiếc kim vàng thọc vào bụng voi để chất nhờn này chảy vào chén bạc rồi uống. Tượng tinh bồi bổ cho lục phủ ngũ tạng, tỳ vị thêm mạnh mẽ, lại trị dứt các chứng nhức mỏi và làm sáng mắt ra đấy quý vị ạ. Món thứ hai nằm trong danh sách độc và lạ này chính là sơn dương trùng. Quý vị có biết không, Tây Thái Hậu xuống chiếu đòi các thợ săn chuyên nghiệp tỉnh Hồ Bắc vào rừng mang về cho được một cặp sơn dương thật lớn. Sau gần một tháng băng núi trèo đèo ở Thiểm Tây, đoàn thợ săn bắt được 3 cặp dê rừng. Trong số ấy, 3 con cái đều đang mang thai, được Tây Thái Hậu thưởng cho 50 lạng vàng mỗi con đấy quý vị ạ. Dê rừng sau đó được thả trong một khu vườn rộng đầy cỏ non xanh tốt, cỏ lạ nuôi dê có được chất bổ dưỡng, gan thận, được vận tải đến mỗi ngày từ Vân Nam và Quảng Tây. Cỏ này có tên là đông trùng hạ thảo bởi mùa hạ cỏ mịn như nhung, còn sang mùa đông thì trong cỏ sinh ra một loại sâu ăn rất bổ. Bầy dê núi ăn cỏ quý có dược tính cùng với cỏ non, lá cây thuốc nên sinh con khỏe mạnh và to lớn khác thường đấy quý vị ơi. Đầu bếp làm thịt 14 con dê núi tuổi chưa quá 2 tháng, cạo lông, loại bỏ tim gan phèo phổi rồi cho mỗi con vào thùng gỗ ngâm với rượu quý và nước gừng trong một ngày. Ngày thứ hai mang những chú sơn dương ra rồi ngâm chúng trong sữa tươi và nước sâm nhung. Ngày thứ ba, dùng dùi vàng xuyên thủng qua hương sen và cuống hoa quỳ trắng, phan bạch quỳ, hoa sen trắng của Đại Hàn thường nở vào mùa đông để cắm hoa vào mình con sơn dương. Tiếp tục ngâm như vậy đến ngày thứ 10 thì trong các đóa hoa sen tự nhiên xuất hiện lúc nhúc những con giòi trắng nõn. Đầu bếp lấy giòi để chế biến thành món sơn dương trùng trị các bệnh bán thân bất toại, tê liệt và lao phổi đại tài. Tiếp theo, một món ăn cũng kinh dị không kém có tên là sâm thử. Sâm thử tức là chuột sâm, hay hiểu đơn giản là chuột nuôi bằng sâm đó quý vị ạ. Theo đó, chuột mới đẻ đem nuôi trong lồng kính cho ăn toàn sâm thượng, hảo hạng và uống nước suối. Đến khi đẻ ra con thì lấy những con đó nuôi riêng cũng theo cách thức đó để sinh ra một lớp chuột mới. Những lớp chuột mới này vẫn chưa dùng được. Cứ nuôi như thế, đến đời thứ 3 chuột mới thực sự là thập toàn đại bổ. Ăn chuột bao tử như thế có nghĩa là ăn tất cả cái tinh hoa, bén ngậy, khôn ngoan của giống chuột cộng với tất cả tính chất cải lão hoàn đồng, cải tử hoàn sinh, tráng dương bổ thận của cây sâm vốn được y lý Đông Phương đặt lên hàng đầu thần dược từ cổ chí kim trong trời đất đấy quý vị ạ. Nguyên đại sứ Tây Ban Nha thuật lại, đến món ăn đặc biệt ấy thì có một ông quan đứng lên giới thiệu trước rồi quân hầu bưng lên bàn tiệc cho mỗi khách quan một cái đĩa con bằng ngọc. Trong đó có một con chuột bao tử chưa mở mắt, đỏ hon hòn, hãy còn cựa quậy. Nghĩa là một con chuột bao tử còn sống. Bao nhiêu quan khách thấy thế chết lặng đi bởi vì nếu phải theo giao tế mà ăn cái món này nhất định phải trả lại hết những món gì đã ăn trước đó. Mọi người nhìn nhau.
Tây Thái Hậu cầm đĩa xúc con chuột bao tử ăn để cho mọi người bắt chước ăn theo. Con chuột kêu chít chít, người tinh mắt thấy một tia máu phọt ra. Hoàng đế Trung Hoa thong thả vừa nhai vừa suy nghĩ, như thể muốn kéo dài cái thú ăn tuyệt diệu ấy thấm nhuần trí óc và cơ thể. Ngài nói: "Mời chư vị." Nhưng không một vị nào đụng đũa, cứ ngồi trơ ra mà nhìn. Tây Thái Hậu bèn cười rồi nói đùa: "Tôi tiếc không thấm nhuần được cái văn minh Âu Mỹ của các ngài, nhưng riêng về cái ăn thì tôi thấy quả các ngài chậm tiến, không biết cái gì là ngon, là bổ. Về món đó, các ngài có lẽ còn phải học nhiều của người Á Đông." Không một ông nào trả lời, bởi họ không biết ăn chuột bao tử như thế là văn minh hay man dã. Họ chắc chắn là chưa có một nước nào trên thế giới lại có món ăn tinh vi, quý báu, cầu kỳ đến thế bao giờ. Đại sứ Tây Ban Nha nhắm mắt lại để thưởng thức món ăn này, nhưng vừa cho vào miệng cắn một cái, thấy chuột con kêu chít chít, ông ta vội vàng chạy ra ngoài, lẻ ra và sau một tháng vẫn còn chưa hết sợ. Sau này, đem câu chuyện đó nói với mấy vị đông y sĩ, ông ta biết rằng người Âu Mỹ không biết ăn món ấy quả là chậm tiến, và mấy ông già còn biết thêm rằng chuột thường nuôi bằng sâm đã bổ hết sức rồi, nhưng nếu tìm được giống chuột trù mà nuôi bằng sâm theo hình thức nói trên thì còn bổ gấp trăm lần nữa. Quả thực là vô cùng kinh dị, đúng không nào? Ấy thế mà vị hoàng hậu ấy vẫn ngày ngày thưởng thức một cách ngon lành với ý nghĩ là nó sẽ giúp kéo dài tuổi xuân. Xong chỉ vậy thôi đã làm sao mà đủ, mấy món vừa rồi mới chỉ là khai vị mà thôi quý vị ạ. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với những món ăn chính trong thực đơn Trường Sinh Bất Lão của Từ Hy Thái Hậu nhé. Thứ tư, não hầu. Vùng Thiên Hoa Sơn thuộc tỉnh Sơn Đông có một rừng lê gọi là Ngọc Căn Lê. Trái lê trị được các bệnh nhiệt uất, can thận và ho kinh niên. Rừng lê có rất nhiều khỉ, chúng ăn hết cả trái. Nhờ ăn ngọc căn lê nên thịt khỉ nơi đây rất thơm ngon, lại chữa được bệnh loạn óc, tê liệt và bán thân bất toại. Về dược tính, óc khỉ quý hơn thịt gấp bội. Dân chúng trong vùng tìm đủ cách bảo vệ rừng lê nhưng không có kết quả, bởi giống khỉ nơi đây đầu có ba xoáy tinh khôn, né tránh người và bẫy dập một cách tài tình. Tây Thái Hậu xuống chiếu phải bắt cho được 200 con khỉ trẻ chưa thay lông lần nào, mỗi con được trọng thưởng 110 lượng vàng ròng. Con số này quá nhiều, thợ săn không đáp ứng đủ nên về sau Từ Hy phải giảm xuống còn 80 con. Năm thực khách dùng một con, khỉ được mang về nuôi bằng thức ăn tinh khiết, bổ dưỡng, ngoài ra còn được tắm gội sạch sẽ, lại cho đóng 80 cái hộp tròn giống như cái trống nhỏ mở ra khép vào được. Một mặt trống có khoét lỗ tròn vừa đủ diện tích cho cái đầu con khỉ ló lên, kèm theo một cái gông làm con khỉ không thể cục cựa được. Trước khi bắt đầu món ăn này, bầy khỉ được tắm rửa lần chót, xịt nước hoa thơm ngát và cho uống một loại thuốc để tất cả năng lực tinh túy của con vật tập trung lên não bộ. Óc khỉ vì ấy sẽ gia tăng chất bổ dưỡng bội phần đấy quý vị ạ. Muốn cho các quan khách Tây Phương bớt thấy sự dã man, ăn uống được mạnh miệng, đồng thời làm cho món ăn mang ít nhiều tính lịch sử, Thanh Triều đã cho các chú khỉ vận triều phục, đội mão, vẽ mặt, mang râu giống như một đại quan của triều đình, trên cổ đeo một tấm bản nhỏ ghi rõ tên họ, tuổi tác cùng quan chức thuở sinh tiền. Những con khỉ đó tượng trưng cho những nịnh thần, gian tặc khả ố nhất, gian ác nhất, bị dân chúng oán ghét tận xương tủy như Tần Cối, Bí Trọng, Vưu Hồn, Bàng Hồng, Trương Băng Xương, Mao Diên Thọ, vân vân, phải chịu chết để đền tội với đất nước, với nhân dân đấy quý vị ạ. Khi tiếng khánh ngọc từ tay Tây Thái Hậu nổi lên để báo hiệu đến món não hầu thì nội thị dọn ra mỗi bàn một cái lồng chứa khỉ cho năm thực khách. Kế tiếp, tên nội thị một tay gỡ mão, một tay dùng búa bằng ngà nhỏ giáng xuống đầu khỉ. Động tác này đã được tập luyện thuần thục từ trước để chỉ cần một búa duy nhất là đủ để đưa con khỉ sang thế giới bên kia. Cùng lúc ấy, nhạc đệm nổi lên và tên nội thị sẽ ngâm nga một câu theo tiếng nhạc, đại ý như Mao Diên Thọ đã thụ hình hay Tần Cối đã đền xong tội phản thần. Đoạn tên nội thị lập tức dùng một tấm lụa bạch đậy kín toàn bộ cái đầu khỉ, chỉ chừa một lỗ thật nhỏ vừa đủ đưa cái muỗng bạc vào múc khối óc khỉ. Não hầu được xối lên bằng nước sâm nóng hổi cho tái đi, bớt đỏ.
Lúc thực khách vừa múc óc khỉ ra ngoài, nội thị dùng đĩa bạc gạt bỏ phần da đầu và những mảnh sọ bể để khách dễ dàng hành động. Và cuối cùng, chốt lại thực đơn sống lâu của Từ Hy Thái Hậu chính là món trứng công. Thế gian có câu nem công trả phụng để chỉ hai món ăn thuộc hàng chân vị. Nem công dù quý hiếm nhưng vẫn còn tương đối dễ tìm, dễ làm so với trứng công. Bởi thứ nhất, loài công làm tổ ở những nơi xa xôi hẻo lánh, trên cánh cây cao hay vách đá treo leo, khó tìm ra được đấy quý vị ạ. Thứ hai là dù có tìm được ra chỗ công đang ấp trứng thì cũng không dễ gì đến gần ổ vì công rất hung dữ, chống cự kịch liệt và cuối cùng nếu thấy không bảo vệ được ổ trứng thì chúng đập bể nát hết trứng không để lọt vào tay ai. Tây Thái Hậu sai người đi lấy trứng công nhưng chẳng ai làm được, bà rất phiền muộn. May thay, có một vị tướng quân trẻ tuổi xin vào ra mắt và tâu rằng ông có một người anh, bà con ở Tứ Xuyên, nuôi được bầy khỉ 100 con, thông minh lanh lợi, huấn luyện thuần thục, nghe được tiếng người, chuyên đi hái trà cùng với các thảo dược hiếm hoi, quý giá ở các vùng rừng núi xa xôi hiểm trở. Ông tin rằng nếu tập luyện cho lũ khỉ, chúng có thể lấy được trứng công. Tây Thái Hậu nghe xong trong lòng hoan hỉ, truyền đem 1.000 lượng vàng ròng cùng với 100 tấm gấm vóc bạch cầu thượng hạng ban tặng cho viên tướng nọ làm lộ phí đi Tứ Xuyên lo việc kiếm trứng công. Nếu xong việc sẽ thưởng thêm mỗi trứng 10 lạng vàng nữa quý vị ạ. Viên tướng nọ lãnh mệnh ra đi cùng người anh bà con huấn luyện khỉ. Họ thành công lấy được 500 trứng công nhưng thiệt hại khá lớn. Bầy khỉ bị công mổ chết hết 1/3. Và đó là những món ăn độc lạ nhưng không kém phần kinh dị của Từ Hy Thái Hậu. Quý vị có suy nghĩ như thế nào về những món ăn được xem là thực đơn trường sinh bất lão này của Từ Hy Thái Hậu? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới video nhé. Ngoài ra, nếu thích video này thì cũng đừng quên ấn like, subscribe và chia sẻ video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.